Siêu thị máy tính chị An Kha xin chào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sản phẩm Dell Inspiron N5468. Đây là sản phẩm dành cho những bạn sinh viên khối kỹ thuật, sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản như AutoCAD hoặc chỉnh sửa video, chơi game vừa phải. Dell Inspiron N5468 này là một phiên bản dành cho người dùng phổ thông bởi tính năng mạnh mẽ, thiết kế khỏe khoắn cứng cáp và máy có thêm hệ điều hành Windows 10 bản quyền giúp bạn sử dụng ổn định và lâu dài. Về tổng quan của máy thì ngoại hình của Inspiron N5468 này sở hữu một ngôn ngữ thiết kế hiện đại, màu bạc sáng với lớp vân nhựa sần đẹp mắt và đặc biệt là dáng dấp nam tính, chắc chắn. Dell N5468 là một chiếc laptop thiên về kỹ thuật đồ họa nhưng kích cỡ màn hình vừa phải 14 inch với độ phân giải HD đủ để đảm bảo chất lượng hình ảnh sống động và có khả năng chống lóa khi sử dụng ở nơi nhiều ánh sáng. Bàn phím của Dell Inspiron N5468 được hãng trang bị tiêu chuẩn với các phím bấm được sắp xếp khoa học và độ nảy tiêu chuẩn. Bàn di chuột cảm ứng đa điểm rộng rãi và được làm trơn mịn cho phép bạn vuốt chạm một cách dễ chịu trên các đầu ngón tay. Mặt sau là nơi bố trí nhiều khe thoát gió cùng với một viên pin rời làm gồ lên nhằm kê máy được cao hơn. Dung tích pin 4 cell, theo nhà sản xuất cho biết thì bạn có thể sử dụng khoảng 4 tiếng với những thao tác cơ bản. Laptop Dell V5468 này có đầy đủ các cổng kết nối cơ bản như cổng LAN đi kèm với Wi-Fi chuẩn AC thế hệ mới. Tiếp theo sẽ là khe tản nhiệt và cổng HDMI, USB 3.0, khe đọc thẻ nhớ máy ảnh SD. Cạnh phải thì hãng vẫn trang bị một ổ đĩa quang, hai cổng USB nữa và combo jack âm thanh 3.5mm. Laptop Dell Inspiron N5468 có con chip mạnh mẽ hiện đại Intel Core i5 thế hệ Kaby Lake được xem là mới nhất hiện nay. RAM DDR4/4GB băng thông cao 2400MHz, cùng với đó là một ổ cứng HDD 500GB giúp bạn lưu trữ dữ liệu một cách thoải mái. Sản phẩm cũng cho phép chúng ta nâng cấp thêm ổ SSD hoặc là RAM 8GB linh hoạt. Với các màn hình rời AMD Radeon R7 để các bạn sinh viên ngành kỹ thuật hoặc là các game thủ có thể thỏa thích chơi game, giải trí cũng như học tập, làm việc thật tốt khi dùng các phần mềm thiết kế đồ họa. Đặc biệt là sản phẩm đã được cài sẵn Windows 10 bản quyền, chạy ổn định trong thời gian dài mà không lo bị lỗi hay dính virus. Như vậy, nếu như bạn cần một sản phẩm để sử dụng ổn định lâu dài, bền bỉ thì Dell Inspiron N5468 này chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn. Trên đây là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập thêm vào website ankhang.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Xin chào, hẹn gặp lại!